Đây, ơi. À, chị tới nhà ngoại năm mà ngoại năm ơi cô chú ơi. Chị bây giờ đang chơi với lại Su. Bây giờ qua nhà ngoại năm bà ngoại năm rộng quá chạy rơi vòng 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 vòng. Xuống dưới chạy đã hả? Bao là đâu chạy? Thấy bà ngoại giơ tay liền nha. Chơi thấy bà ngoại giơ tay liền. Chụt dí nhau đó. Do you want to make stuff in, baby? Yeah. Okay, I have you. Sợ hả? Is it a lot, honey? Hả? Mấy cái? Hai cái. Trời ơi, giờ đi khám phá đó. Khám phá coi có đồ gì đó. Đi khám phá nè. Đi cái lưng gù gù. Có gì không? Có gì chơi không? Chơi khám phá đó. Ừ. Chơi khám phá được xuống thì được, cho xuống uống cà phê, còn Bella là thì được. Con ăn bún không chị? Con muốn riêu không? Con muốn riêu không? Hả? Siêu sâu hả? Ba muốn riêu không? Nói gì vậy? Nói gì là ngoại biết chết liền. Đây là chị Ngọc nè, phòng nào ấy? Phòng em ấy, cho mẹ có phòng riêu hả? Phòng bự á. Trời ơi, em á hả con? Em nói em gì vậy? Em nói màu gì vậy con? À. Con nói Su chơi đi. Get away, watch out, Jay. You don't let her get a hold of it. Pick it up. Cái đó đồ mới vậy hả? Đâu ai? Chơi con đâu biết đâu. Con chơi đó của không với tao làm đó. Cái con đồ đó. Mà cái đó đồ mới. Đó, con voi đó kìa. Đó, hai đứa dí nhau. Giật với Su hả? Con giành với Su hả? Su ơi! Con cay. Ăn đi con, cay ngon chứ đâu có gì. Ngon hả? Ngon, nhâm nhâm. Ha, ăn thịt không? Chen thịt không? Ai đây? Đây là ai đây? Bà ngoại năm. Con nói đi, con nói bà ngoại năm đi. Bà ngoại năm đi. Ngày chay ăn à? Ăn thịt đi. Hả? Uống nước nè. Hả? Uống nước hả? Yeah. Baby, can you give her some water? You want some water? Rồi, con nói con cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Giỏi quá. Ê, cảm uống đang ngoan. Ai uống kiểu gì lạ rồi. Trời ơi. Ai hát, ai hát á, ừ, nó kiếm ai. Con đông đưa vòng. Kiếm ông ngoại hát kìa. Ông ngoại cao kê á, tối nay ông ngoại cao kê nè. Cho chị ăn chưa? Chị đang ăn gì vậy chị? Chị đang ăn bún riêu. Con nói đi bún riêu. Trời ơi, qua ngoài con mua cái chén với cái muỗng ăn ngon quá ta. Thôi cái khăn giấy. Baby, give her some napkin, baby. Yeah. Rồi, khăn giấy chùi miệng đây con. Chùi miệng đi con. Giỏi quá. Trời đất ơi. Ê, chùi xong rồi để ra đây chứ đâu có dục. Chút nữa lấy cái gì đó. Ra cho em ngồi cho nó dễ. Thì cái gì bác ơi? Ui trời ơi trời ơi. Ui trời ơi. Là mẹ sợ quá trời ơi. Rồi nói đi, chú nói đi. Con are you sure you're all done? Ăn đi con. Ăn đi con. Để đi ra ngoài kia lấy chi nha. Trời nghe chi nó nhìn bác gái kìa. Mất rồi đó, con coi vô được nha. Để bà ngoại múc đồ xong xuôi cái bút đi con. Wow, ngon quá.
Đó, bà nào bà ngoại năm mua cho nó cheese cho nó lại đây nó ngồi. Yeah, Jesus. Nó ăn cheese nè cô chú. Cheese is okay. Cởi giới ra đi con. À, con tự biết gỡ không? Jesus. Ngồi. Wow, happy birthday. Đây, mày gửi cho. She không. No, she doesn't. Mẹ ơi, mở giùm con. Baby, can you do it for her, please? Yeah, here. Here you go, JD. Con cảm ơn ba. Nói. Come on, ba. What is that? I can't hear you. Are you whispering? Lớn lên. Here you go. Stay there. I stay there until I won't be coming back until Friday. Oh wow. Yeah. Yeah. Nope. It's gonna come on Wednesday. That's our free dinner. And we'll eat somewhere at a hotel. Tiêu hả? I think the hotel is by your salon, I think. No. No. It's an hour from here. It's 45 minutes. Con biết không? Let's see. I'm going now, JD. Ôi trời, muốn cột hả? Bye bye ba đi. Bye bye ba. Để ba đi làm vui vẻ đi. Giỏi okay. Quá. All right. Chạy đi chơi vui vẻ nha. Bye bye. Bye. Rồi, rồi. Bye 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 chơi. Mẹ đi luôn. Bye bye Jane. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. See you in a week. See you in a week. Okay. À, mẹ không có đi, mẹ không có đi, ba đi à. Ba đi thôi. Ba đi, ma. Ba đó thì nó bye bye lẹ lắm. Rồi mẹ đây với con. Rồi. Okay, bye mom. Bye bye. Bye mom. Bye bye ba đi. Bye bye ba. Rồi thôi mẹ đi nha. Mẹ không đi nữa hả? Ừ. Ừ, ngồi dễ sợ. Nhà ông ngoại đậu không chạy? Nhà ông ngoại bự không chạy? Xuống đâu? Xuống chó xuống. Cái đó con su đó. Cái đó con su với bà là đó. Con kêu ơi, su ơi, xuống đây chơi. Xuống chơi. Su ơi. Xuống chơi. Làm gì chay? Làm gì à? Làm gì đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sợ gì? Sợ chó. Sợ chó hả? Sợ quá. Sợ quá nữa. Sợ mà. Ôi trời. Wow, đó, giờ sắp gói xuống đó, giờ bài đó. Giờ là bài binh bố trận đó. Làm gì chay? Sợ quá hả? Trốn đi, sợ quá trốn đi. Cướp. 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 Chó. Sợ chó. Sợ chó hả con? Chó. Chó kìa. Chó. Trời ơi, qua đây muốn cột quá trời. Ai? Chó ơi, que dù chó. Có vụ vừa nói. Có vụ vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Việt ra cho. Em ơi. Em ơi. Chờ ngang. Nắm tay mẹ hả? Con tự lên tự xuống đi chứ con nắm tay mẹ làm chi vậy? Bye bye chó. Bye bye chó.
Đeo gì? Đeo hả? Cái gì vậy? Cái gì đeo? Cái mới. Hả? Wow. Cái gì vậy? Đeo. Wow, đẹp quá. Dòng của ngoại hả? Không phải. Wow. Ngoại. Cất Việt Nam. Hả? Cất Việt Nam. Cất cho năm hả? Dạ. Cất cho năm đi, đóng hộp là cất cho ngoại năm đi. Đóng hộp lại, đóng lại. Dạ. Ừ, giỏi. Mà con đi chơi có vui không? Dạ. Giỏi. Rồi cái kiến đó, cái đó cái kiến đó. Kiến trọng. À, có kiến trọng á, cái kiến đeo á. Cái kiến. Ừ, đẹp dục qua đó, đúng rồi. Cái này gì đây, thuốc này thuốc gì đây? Tươi ơi, gì đó đó. Rồi, cái này đồ trang điểm không? Đồ make up kìa. Thôi không, cái hiệu này nhiều mắc tiền lắm, đừng có chơi hiệu này. Không. Ok. Cái hiệu gì đó, Claire de Pior gì đó. Nó lấy hiệu đó nó chơi kìa. Đó. Không được chơi. Đồ mấy cấp này mắc tiền lắm này, chơi đừng có phá. Không chịu gì? Không chịu. Chịu chứ sao không chịu? Ừ. Con nói nó lấy đồ make up này nó chơi nè. Nhớ vậy. Ừ, đẩy lên, đẩy lên. Cái đó của ngoại đó kìa. Đấy của ngoại. Đúng rồi, make up của ngoại đó. Đóng lại đi con. Con coi thôi nha, con đừng có lấy nha. Dạ đi con. À, rủ xu với bao là xuống chơi make up. Trời ơi. Đi chơi make up xuống nè. Đù xu xuống luôn kìa. Rồi con xuống con ngồi make up cho xu nha. Dạ. Giỏi. Nói xu ơi, lại đây chị make up cho. Ừ. Yeah. Hiểu đó, hiểu chi đó chay? Hiểu make up hả? Nhưng mà make up đó hiểu gì? Hiểu xì xì đồ. Trời đất ơi, bà ngoại bà làm kìa. Nè. Wow. Đó, khoan nhỏ. Cảm ơn ngoại. Múc bò hả? Ừ. Gì vậy? Có hộp hay gì vậy? Không, đâu có hộp. Thì sao? Chua hay gì? Chua. Làm chua. Ông ngoại mua đó. Chua. Nó xạo quá chua. Ừ. Ok mà. Nó xạo không đó. Ngọt mà. Còn còn ngọt hơn trái màu xanh nữa. Đó hả? Sao con? Bị chấp đâu. Nó đâu thấy rồi kìa. Cất gì cất chỗ chị lạ lùng đúng không các? Cất gì chỗ chị lạ lùng con giới được. Mấy cấp đâu? Mấy cấp đâu trời ơi. Ai mà biết cái chữ mấy cấp đó thì chơi à. Cấp gì mấy cấp gì chứ. Đây, cái nó rủ nó chơi mấy cấp. Rủ thu mấy cấp hả? Dẻ môi son rồi cho nó hả? Chơi. Trái này ngọt lắm nè. Trái này ngọt nữa. Không ăn trái ngọt nữa hả? Không nha, không có tháo của ngoại nha. Hả? Tháo cho ngoại quýnh nha. Mày thôi cất cho bác đây. Đưa cho ngoại, đưa ngoại cất đi. Ngoại lấy cái khác cho ông chơi. Cái này không được, cái này không được nghe con. Ngoại lấy cái khác cho ông chơi. Cái này là ẹ, không có được, không có chơi được. Ăn trái cây đi. Ủa, này ngọt quá. Ăn nho đi con. Ừ, ăn nho đi. Nha. Chơi giỏi nhất trên đời luôn á. Không có ai mà bằng chơi hết trơn á. Chơi giỏi nhất. Ngoài có cái để đây kìa. Trong cái cốc. Cái này nữa mà. Cái này nó lại lấy ghế kìa.
Hồi ngoại cất gì cất chỗ chị lạ luôn rồi. Hả? Trên đó đâu lấy nữa. Con bắt ghế kìa. No no. No no. Con bắt cũng đâu tới. Tôi đã biết rồi, là tôi dọn, tôi dẹp, tôi khắc. Hết chơi đó cũng được. Ồ ồ. Đẹp quá. Đẹp quá hả con? Wow. Wow, cho mẹ với, đeo cho mẹ với. Dạ. Đeo cho mẹ đi. Cho mạnh vô. Đỏ, đẹp chưa? Ừ. Tay này nữa hả? Ok. Đây vô, mạnh vô. Mạnh vô. Ý, ý, mẹ, mẹ cảm ơn chay. Mẹ cảm ơn chay nha. Thôi chay gỡ ra cho mẹ đi. Gỡ ra cho mẹ đi, mẹ không muốn nữa. Gỡ ra cho mẹ đi. Gỡ ra cho mẹ đi, mẹ không muốn nữa. Gỡ ra, nắm, nắm gỡ ra. Nắm gỡ ra cho mẹ. Mẹ không muốn. Dạ mẹ. Hả? Mạnh lên, mạnh lên. Đúng rồi, cái này nữa. Này nữa nè. Hai tay, phải dùng hai tay. Bỏ xuống, phải dùng hai tay. Lẹ lên. Rồi bỏ nhét vô đàng hoàng ha. Rồi bây giờ ra đây.